Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa các cơ sở công nghiệp nông thôn với hệ thống phân phối tại ba miền Bắc, Trung, Nam vừa được Bộ Công Thương tổ chức. Trong thời gian qua, Bộ Công Thương cùng với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức cá nhân trong chuỗi sản xuất, cung ứng, thu mua, chế biến và tiêu thụ nông sản, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu triển khai thành công hoạt động kết nối, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa các cơ sở công nghiệp nông thôn với hệ thống phân phối là sự kiện nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trong nước, đề xuất các giải pháp để gắn chặt mối liên kết giữa ba nhà gồm nhà quản lý, nhà sản xuất và nhà phân phối, qua đó tạo điều kiện kết nối và tăng cường phối hợp giữa các cơ sở công nghiệp nông thôn với các doanh nghiệp đầu mối tiêu thụ và phân phối sản phẩm hàng hóa trong nước. Thông qua các kênh phân phối định hướng sản xuất, kinh doanh phù hợp, hình thành chuỗi cung ứng bền vững và hiệu quả v.v., góp phần thực hiện thành công cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.